MIŞT THÜ Checking, thị trấn Hướng 11. Ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay ngày 4 tháng 8 2021, khu vực trung tâm thương mại thị trấn Thứ 11 vẫn như mọi ngày. Bà con các hộ tiểu thương tại đây đều duy trì nếp sống sinh hoạt trong nhà, xung quanh nhà, ở đâu là ở đấy. Chỉ có một vài cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc làm mở cửa phục vụ cho nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của một số ít bà con đi chợ theo phiếu đi chợ. Chục nhiêu hộp anh? Chục hộp bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000, hộp dịch 30.000, 10 hộp nghe bà con. Ủa giao tận nơi luôn hả? Giao tận nơi luôn. Tức là bà con, nhưng mà bây giờ đặt hàng sao? À gọi số điện thoại đúng không? Hay quá. Từ shop quần áo chuyển sang với hộp dịch lộn này, hộp dịch đó, hộp dịch rồi. Còn có dịch lộn không? Không, dịch trắng mà. Hộp dịch trắng không phải không? Chục nhiêu? 30. 30 một chục. Ai cần vui lòng gọi số điện thoại 0919414747. Anh Thanh. Anh Thanh phải không? Anh Thanh. Rồi. Dịch của dịch đồng của Tân Hiệp á. À tức là ở Tân Hiệp xuống hả? Rồi anh đi lấy bằng xe máy luôn hả? Xe tải đưa về xong rồi anh mới lấy ra anh bỏ cho bà con đúng không? Tân Hiệp, Thứ 11 ăn hộp dịch ở Tân Hiệp luôn hả? Cho công an bắt luôn đi. Mình nhớ đông đông kiểm tra. Bó này nhiêu tiền? Đấy, bó này 10.000 hả? 10.000 là em mua vô cái gì? Bán ra 10.000 hả? Rau răm này một bó 10.000. Là mắc hơn bình thường đúng không? Bình thường em mua vậy mà. Vậy hả, là giá bình thường đúng không? Còn cái này nhiêu tiền? Cái nhỏ này nhiêu tiền? Cái này nhiêu tiền? 10.000 ký luôn hả? Này khoai môn phải không? Khoai gì? Khoai môn, còn cái này khoai môn lớn gì không? Khoai môn lớn thì 15. Còn cái bó mày cầm trên tay là nhiêu tiền? 25. 25.000. Hai bó. Hai bó 25. Còn cái này? Cái rau gì kìa? 15, tí tôm. Tí tôm 15.000. Cái này bịch nhiêu? Nó là cho. Ta cho à, nhưng mà nó mềm xèo mà sao không ăn được. Nó nãy giờ đem lại nãy giờ rồi. Trời ơi, mấy anh mấy chị phải chia sẻ cho MIລໍThứ 11 đó. Ủa cái này là tự làm hả chị? Chị Thu làm luôn hả? Trời sao bán xuất sắc vậy? Xuất sắc luôn, khoai mì. Bánh khoai mì. Bánh khoai mì chứ ơi. Không có quay thấy mặt dễ đâu chứ yên tâm cho em mượn cái dĩa đi. Anh ơi, anh ăn bánh khoai mì không? Xuất sắc. Bà con ở nhà nhưng rất là vui.